So
có thương nên phải đi tìm, mai có nhớ người lại sang chơi. Đi à, sầu về, sầu về mồ tia đi ơ, năm mồ là tháng năm chưa đặt đi ơ, cùng có đặc biệt là những vùng bên kia sông, tức là những cái địa phương mà không phải là làng quan họ gốc. Sau 15 năm thì ngoài 40 năm làng quan họ gốc thì tỉnh Bắc Ninh qua cái công tác kiểm kê thì chúng tôi cũng đã kiểm kê và cũng đã đến thời điểm hiện nay thì cũng đã trên 400 làng quan họ thực hành. Thì các cái câu lạc bộ, các cái đội văn nghệ hàng tuần, hàng tháng thì cũng đã đều tổ chức các cái hoạt động sâu về học, truyền dạy và sinh hoạt cái văn hóa quan họ. Chơi cửa, chơi nhà.
nơi chờ. Có thể nói, công tác bảo tồn, phát huy di sản dân ca quan họ Bắc Ninh đối với tỉnh Bắc Ninh nói chung và với các đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ nói riêng thì Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh đã làm được khá tốt, xây dựng được nhiều chương trình nghệ thuật tuyên truyền trong cộng đồng và tham gia xây dựng các chương trình nghệ thuật đặc sắc để tham gia các kỳ hội thi, hội diễn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Khi đã có xây dựng chương trình như vậy thì chúng tôi xác định là phải đưa những cái chương trình nghệ thuật của tỉnh Bắc Ninh phục vụ nhiệm vụ chính trị nhưng phải mang màu sắc của Bắc Ninh, của dân ca quan họ Bắc Ninh. Và nhiều chương trình của Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh đi thi ở toàn quốc đã đạt được rất nhiều những cái huy chương vàng, huy chương bạc và những cái giải A, giải B trong các kỳ liên hoan và hội diễn. Theo kế hoạch hàng năm thì phòng của chúng tôi là sẽ có những chương trình biểu diễn phục vụ chính trị của tỉnh. Ngoài công tác phục vụ chính trị của tỉnh ra thì đơn vị còn xây dựng kịch bản để tham gia các cuộc hội thi hội diễn toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Với một những thành tích đã đạt được trong năm qua thì chúng tôi đã đạt được rất nhiều huy chương vàng, huy chương bạc toàn quốc. Qua các cuộc thi, Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh đã phục dựng được nhiều hình thức sinh hoạt của người quan họ để đưa lên sân khấu, giới thiệu đến đông đảo khán thính giả cả nước. Qua đó đã khẳng định rằng dân ca quan họ Bắc Ninh sau 15 năm được UNESCO vinh danh, các cơ quan chuyên ngành của tỉnh Bắc Ninh cũng như người dân Bắc Ninh đã luôn luôn nỗ lực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Chúng ta tin tưởng rằng trong thời gian tới, Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh cùng với các cơ quan, các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như thuộc tỉnh Bắc Ninh sẽ có những chính sách cụ thể hơn, hiệu quả hơn nữa trong việc bảo tồn và phát huy di sản quý báu dân ca quan họ Bắc Ninh. Qua các cái kỳ hội thi thì đương nhiên là di sản dân ca quan họ Bắc Ninh nó hàm chứa những cái giá trị độc đáo, đặc sắc. Nhưng thông qua cái cách đặt vấn đề và cái xử lý nghệ thuật thì các cái chương trình của trung tâm tham gia hội thi qua các kỳ thì chúng tôi cũng đã đạt được rất nhiều các cái thành tích. Trong 15 năm thì chúng tôi cũng đã, tỉnh Bắc Ninh cũng đã có rất nhiều các cái chính sách để góp phần vào việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca quan họ Bắc Ninh. Trong đó thì cũng đã 3 lần tổ chức vinh danh, công nhận nghệ nhân dân ca quan họ Bắc Ninh. Và song song với đó thì cũng đưa truyền dạy hát dân ca quan họ Bắc Ninh vào trong hệ thống các trường học. Và đây cũng là một trong những cái giải pháp mà sau 15 năm được di sản được công nhận thì cũng đã có những cái hiệu quả rất là to lớn. Kế hoạch của bộ phận diễn viên thì rất là vất vả. Đó là trong một năm họ không những phải đi tuyên truyền, quảng bá thì còn có những cái lịch mà ví dụ như là tham gia hội thi hội diễn toàn quốc. Hoạt động nghệ thuật của diễn viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh rất là dày, rất là vất vả. Nhưng với thành quả mà diễn viên, cán bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh đã đạt được thì đó là một cái thành tích rất đáng mừng. Đó là trong tất cả các cuộc hội thi hội diễn thì đều mang về những cái huy chương rất là cao quý và đã được tỉnh ghi nhận và tặng bằng khen, Bộ Văn hóa tặng bằng khen. Đó là cái thành tích mà cán bộ và lãnh đạo và cán bộ trung tâm rất là tâm huyết và đã được khán giả ủng hộ, hưởng ứng. Đó là những cái mà động lực để thúc đẩy chúng tôi tiếp tục cống hiến. Đối với các cái diễn viên, nghệ sĩ ở Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh ấy, thì đa số là những các em học sinh của Trường Văn hóa Nghệ thuật Bắc Ninh và đã qua những cái lớp đào tạo
cả về thanh nhạc, cả về quan họ. Cái sự tổng hợp ấy là đã giúp các em khi mà làm nghề đấy thì các em rất là có một cái chiều sâu về dân ca quan họ Bắc Ninh. Cho nên là một số các nghệ sĩ diễn viên ở Trung tâm Văn hóa tỉnh đã kế thừa được cái giọng hát rất là hay, như là Thanh Tuyền, như là Hoài Tươi, như Bích Thủy, như Thúy Miền, thì tôi cho rằng đấy là một cái những cái giọng ca rất là đáng khích lệ. Quan họ nghĩ chúng bây giờ là con gia đình.
Chính sẽ xuất hiện cùng với chúng ta trong chương trình khách sạn 5 sao hôm nay. Khách đến chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà. Thiếu mỗi nước chấm là hết nước chấm. Đúng không? Em bị chơi, anh đấy mà không hiểu sao luôn, như kiểu bị bỏ bùa ấy. Yêu cô gái dân tộc có khi bị bỏ bùa, nhưng mà là em bị bỏ bùa ấy. Thì em yêu trai Hà Nội đúng không? Nhưng mà em thích lắm, trai Hà Nội đẹp trai nè, cao. Rồi, rồi nói chuyện hay, giọng trầm ấm. Yeah. Nhưng mà kiểu mà hay giả bộ ngây ngô. Nhưng mà anh thiệt có ngây ngô thiệt. Ngây ngô thiệt. Hai cái con người hoàn toàn đối lập trong một cái bản thể. Đúng là như vậy mới tồn tại và sống được với nhau. Sinh nhật con dù bao năm tháng, mẹ cha vẫn biết con luôn tự tin. Em cứ làm như vợ chồng trẻ. Tình yêu đến từ từ chứ không phải là gặp một cái là choáng váng đâu. Đây là cái bức ảnh mà mới quen nhau, mới đi chơi với nhau lần đầu tiên. Nhưng mà lý do vì sao chị lại can đảm để cho lên sóng cái bức ảnh này? Thuyết âm mưu đâm ra là không được hỏi quá sâu về cái bức ảnh này. Ai là người có nhiều mối tình hơn? Giơ tay.